bé Vinh và bé Trang bây giờ mình gặp cô giáo hôm nay để đi học lại. Dạ rồi ạ. Đây, ngắn mình có chuẩn bị như để làm một cái cục herbal. Ừ. Đây là gạo lứt ạ. Rồi. Wow, xinh quá. Gạo lứt nha. Muối. Dạ, muối. Hoa hồi. Hoa hồi. Hoa hồi rất là thơm luôn. Cái người, cái người này quen luôn. À. Thèm ăn phở. À, đúng rồi, cái này là okay. Nấu phở bò. Đây là, dạ, cái này là bột thảo dược, dạ, gừng nè, xả. Xả. Mấy cái nguyên liệu này là ở vườn. Oh. Đến nay anh chị sẽ đi vườn hái luôn. Nhưng mà em sợ anh chị không có thời gian nên em chuẩn bị sẵn. Dạ. Bây giờ anh chị giúp em xắt nhỏ những cái nguyên liệu này ra. Cái này mình xắt nhỏ luôn. Dạ, xắt nhỏ luôn chị. Nhỏ cách nhỏ nhất có thể luôn chị. Dạ rồi chị. Anh Vinh nấu ăn được không? Anh Vinh hả? Anh Vinh nấu, anh Vinh cũng một mình ăn thôi, không chấm cho ai ăn. Em cho anh Vinh sắc cái dao gì mà nó khó quá vậy? Phải anh không? Vinh, phải anh không? Vinh gọt luôn, lấy dùng cái dao hai lưỡi này mình. Sợ quá. Sợ quá hả? Ừ. Thôi anh dùng dao này đi. Em dùng dao đó chứ. Anh không quen cái đó. Dạ. Mình bỏ vô chảo luôn đúng không em? Dạ không, mình sẽ sắc rồi mình để riêng ra. Xào mỗi thứ riêng á. Dạ, hả? Đúng rồi, chị sẽ xào những cái đồ khô trước. Giống như là muối. Muối hả? Gạo lứt mình sẽ xào trước và mình để riêng ra, những cái đồ tươi thì mình sẽ xào sau. Ừ. Công dụng của cái cục herbal này là để massage anh, kiểu như mình mỏi chỗ nào thì mình sẽ chườm vô chỗ đó. Vô chỗ đó. Dạ đúng rồi. Cái này ví dụ mà chị tự làm ở nhà được đó. Cũng được luôn á. Dạ, đúng không? Cái công thức này. Rồi. Dạ đúng rồi, theo công thức này chị làm. Khi mà ở nhà thì chị sẽ cầu kỳ hơn một tí là ví dụ chị phơi khô những cái này đi. À. Thì mình sẽ tái sử dụng cái cục herbal nó nhiều lần hơn. Rồi ha. Wow, lần đầu tiên biết là muối rang được luôn á. Dạ. Nhưng mà khung cảnh ở đây rất là nên thơ. Dạ. Mát nha. Này mà mình chung vô bếp mình làm mà chắc nó cũng không có được hứng thú gì mấy. Nhưng mà đứng ở đây nè ha. Wow, bông hoa xung quanh hết. Ừ, bắt đầu có mùi thơm của muối nè. Trang hử nè. Dạ, khi mà mình sử dụng á thì mình sẽ phải đưa cái cục này vào lò vi sóng cho dạ, nó đúng, ấm dạ, cho nó nóng lên xong rồi mới là mình chườm vô dạ, những chỗ nào mình cảm thấy nhức mỏi. Dạ, tay á thì chị sẽ đi như à, còn ví dụ vai thì mình có thể nhón. À rồi khi nào mà nó nguội thì mình cứ cho vô dạ, lò vi sóng lại. Nó nguội thì mình cho vô mình lấy ok dạ. Ok, rang muối này cái tự nhiên cái mình suy nghĩ tới tôm rang muối hay gì. Người có tâm hồn ăn uống rang muối xong rồi kêu cua rang muối ốc rồi rang muối xong rồi bỏ vô cái bao cà na rang muối rồi hả? Sẽ gừng rồi kêu đâm mắm. Mình có thể gọi là này là cục herbal, kia là cục hải sản. Gạo rang anh rất thích mùi hồi, đi xa mà nghe mùi hồi là nhớ đồ ăn, nhớ phở Việt Nam liền. Ừ. Em biết nấu phở không? Dạ biết sơ sơ. Anh thích ăn phở. Nhưng mà vị anh thích ăn của người Bắc thì người Nam. Ừ, chắc là Bắc, phở Bắc thì nó thơm hơn. Nó thanh hơn. Thanh hơn. Dạ. Rồi, bây giờ tóm lại là mình nói lại một lần nữa về định lượng nè. Mọi người thấy là cứ khoảng một rổ như này ha, là cho hai được hai. Dạ đúng rồi. Tức là mình nhìn thí dụ mà cái tùy theo cái túi mình muốn lớn hay nhỏ thôi đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà em cái này là khoảng là 150g á. À 150g. Dễ cầm và dễ đi nhất. Còn cái này là hơi nhiều rồi nè. Đây là chia ra hai túi được rồi. Dạ, đúng. Nhưng đây là chia hai. Thơm quá luôn. Cái mùi rất thơm. Mình có thể gói được 3 đến 4 cục á, tùy to nhỏ mà anh chị thích. Wow. Không, cái nó thơm là cái đinh lăng với lại nghệ cứu nó vô nó thơm nữa nè. Thơm quá. Hơi to một tí rồi, không sao. Rồi, mình nắm lên. Đúng rồi, đầu tiên mình xin tấm muối cái đầu nó lại. Tan. Trang cao quá vậy. Là xong em ha? Dạ đúng rồi, xong rồi anh. Thơm quá. Khi mà ấm á thì nó sẽ đó. Khi mà anh mệt mỏi á là thấy nó giống như nó với lại cái dạng cái cơ chỉ của còn anh. Anh ngửi được cái mùi là anh thấy kiểu như thư giãn giá thư giãn trước một tí thôi. Ok.